Ngày 16 tháng 2, quân đội Myanmar đã cam kết sẽ tổ chức bầu cử sớm và chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính cũng như cáo buộc có hành vi bạo lực đối với người biểu tình trong nước. Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 2, khi quyền lực nhà nước tại Myanmar được chuyển giao cho Hội đồng Hành chính Nhà nước do tư lệnh lực lượng vũ trang tướng Min Aung Hlaing làm chủ tịch, người phát ngôn Hội đồng Hành chính Nhà nước thiếu tướng Min Tun cho biết quân đội sẽ không nắm quyền lâu và mục tiêu là tổ chức bầu cử để chuyển giao quyền lực cho bên chiến thắng. Theo hiến pháp năm 2008, quân đội sẽ chuyển giao quyền lực cho bên chiến thắng sau khi chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề gian lận bầu cử cho cuộc bầu cử tự do và công bằng dẫn đến nền dân chủ. Trong thời gian đó, chính sách đối ngoại của Myanmar không thay đổi. Myanmar vẫn duy trì cởi mở với doanh nghiệp và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Tuy vậy, thời điểm tổ chức bầu cử vẫn chưa được công bố. Bên cạnh đó, tướng Min Tun cũng cho biết quá trình khởi tố Tổng thống U Win Min và cố vấn nhà nước Sang Suu Kyi sẽ diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Hiện cả hai nhà lãnh đạo dân sự này đều được giam giữ an toàn và trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo ông Min Tun, có những vấn đề cần phải được giải quyết bằng hành động pháp lý và Hội đồng Hành chính nhà nước sẽ không làm điều gì vượt qua pháp luật. Cùng ngày, luật sư Kim Maung cho biết các phiên xét xử đầu tiên đối với hai nhà lãnh đạo dân sự Myanmar đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Theo đó, cả bà Sanuki và ông U Win Min đều bị cáo buộc vi phạm Điều 25 Luật Quản lý Thảm họa Tự nhiên. Ban đầu, bà Sanuki bị cáo buộc theo luật xuất nhập khẩu. Sự kiến phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 3 tới.